hôm nay thì như những lời thầy phụ dạy cho chúng con, con rất là vui mừng và con xin hỏi về thầy tu tập, thì những gì con tu tập để tu luyện sinh như thì có phần là như hồi nãy thầy đã nói, khi về lại thì như lúc mặt tắt tình cảm rồi thì ra đời những nhiễm trầm thì nó bị áp phát với con lại, thì con chỉ biết con lại thì con bị có bị nhiễm trầm và những cái không tâm một cái, rồi một cái nữa là tự làm bài biết ký của con biết là nó không được dễ dàng mà lạc mọi người, và một cái nữa là khi mà sự tu tập của con cái như lý tắc ý nó không có kết quả tốt, và những gì thầy dạy về việc thả tâm thì chúng con thì hiểu ở ngoài, hiểu chưa có thả được trong con, thầy hướng dẫn kỹ lưỡng về như con như đi kinh hành, đi thân hành niệm có được không, và như lý tác ý như thế nào để kết quả tốt cho thân tâm mình được thanh tịnh để mà tu tập được tốt. Trong vấn đề tu tập á, là tu ít mà chất lượng cao. Chẳng hạn bây giờ con muốn tu tập cái chánh niệm tỉnh giác ở trên cái thân hành bước đi của con, thì con quyết định là tu tập trong 10 bước đi, mà 10 bước đi mỗi bước đi đều có cái chất lượng rất cao, cái sự tác ý và cái sự làm theo cái thân hành của con, và quan sát chung quanh con phải có cái sự cẩn thận kỹ lưỡng trên cái hành động tu tập đó, gọi là nhiệt tâm, thì nó mới kết quả. Còn con tu láng tu lên đi thì cũng có đi vậy đó, tu vậy là tu lý có, hầu đó là một cái sự tu không tu sai, tu không đúng đâu. Cho nên ở đây ấy, khi mà không tu thôi mà tu một lần mà đưa cái tay lên như thế này là cố ý hết sức mình là chú ý trong cái hành động đưa lên, và nhiệt tâm trên cái hành động đưa tay lên là phải có cái tác ý của chúng ta muốn đưa cái tay lên để mà đẩy lui cái bệnh đó. Thật sự nhiệt tâm ở trong tâm chúng ta là quyết định là đẩy lui cái thân bệnh này, cái bệnh nhức đầu, bệnh đau bụng, bệnh gì, thì khi đưa tay lên với một nhiệt tâm thật sự đây là đưa lên để mà đẩy cái bệnh, thì trong khi các con tu, cái sức của các con làm được cái điều đó 5 lần, cao lắm là 10 lần nhiệt tâm, chứ hơn nữa là các con tu lơ mơ, tu cầm chừng. Thầy biết sau khi rèn luyện được cái nhiệt tâm, cái cẩn thận đó thì lần lượt mấy con mới tăng dần lên, chứ mà chưa rèn luyện được cái đức cẩn thận, cái nhiệt tâm của chúng ta thì chưa chắc chúng ta sẽ có một cái thời gian dài nhiệt tâm. Hầu hết mấy con tu thì cái thời gian mấy con muốn dài, nhưng mà nhiệt tâm là không có, không có nhiệt tâm ở trong cái thân hành của chúng ta. Cho nên vì vậy mà tu cầm chừng, tu lơ mơ, tu không thấu suốt. Cho nên vì vậy có thầy nhắc nhở mấy con tu tập kỹ lưỡng lại, hẳn hoài từng chút, thì cái sự nhiệt tâm của mấy con nó sẽ từ đó nó cái nhiệt tâm nó mới kéo dài. Các con hiểu điều đó chứ không phải là muốn tu là mình tu nhiều là nhiều mà không chất lượng thì cũng như cái người làm mà không cẩn thận kêu làm dối á. Cho nên cái sự tu tập của mấy con là sự tu tập dối không thật, chứ nếu mà tu tập thật á, thì mấy con đã làm chủ lâu rồi và cái tâm mấy con đã xả hết rồi. Còn tu tập dối á, thì xả không hết, nếu tu còn hoài mà sao giờ cũng còn sân, hoài mà sao giờ cũng còn si, đó là dối. Mình phải xét thấy được cái lỗi của mình chứ, mình phải thấy được cái lỗi của mình, mà thấy được cái lỗi của mình rồi thì nhất định là mình phải chừa những cái lỗi đó, thấy lỗi mình để mà diệt, mà trừ nó. Cho nên Đức Phật nói thấy lỗi mình đừng thấy lỗi người, đừng có nhìn ra ngoài ai mà thấy mình. Mình tu tập sai là cái lỗi của mình. Bây giờ thầy nói rồi mấy con xét là có phải mấy con tu tập sai không? Mấy con sẽ thấy sai rất nhiều chứ đâu phải là sai ít đâu. Tại sao tu tập không kỹ lưỡng? Tu tập phải nhiệt tâm, tu tập phải cẩn thận. Không tu thôi, tu là một cái chuyện làm rất cẩn thận, chứ đâu phải là tu chơi, tu đâu phải lấy có. Cho nên chúng ta bỏ hết cuộc đời rồi mà bây giờ làm chuyện lấy khó à?
làm cho thấy ai cũng thấy mình tu à, đâu phải mình làm cái hình thức để mà che đậy, mà đây thật sự là tu thật. Thế nên mỗi hành động, bởi vì thầy dạy người ta, tại sao mà người ta đẩy lui bệnh được? Thầy chỉ dạy người ta đưa cánh tay ra, đưa cánh tay vô, tay này, thế mà đẩy lui được bệnh. Tại vì người ta nhiệt tâm đẩy lui bệnh, còn mình là thật sự có bệnh, nhưng mà chỉ cầu mong thuốc thang như vậy. Còn đây đẩy lui bệnh cũng nói là bệnh này, cái nhức đầu này phải theo cánh tay mà ra, rồi cứ đưa ra, đưa vô vậy, cho lấy có, chứ đâu phải là nhiệt tâm mà đẩy lui bệnh. Còn ở đây người ta nhiệt tâm, người ta đẩy lui bệnh, người ta đâu cần thuốc đâu, cho nên cái bệnh người ta đâu có. Các bạn thấy, một người tu chưa có tứ thần tốt, nhưng mà người ta vẫn đẩy lui bệnh được mà, với cái phương pháp của Phật mà, tỉnh giác để mà đẩy lui bệnh mà. Các con, lúc Đức Phật mà sắp sửa chết, Đức Phật có một thời gian mà bệnh gần như muốn chết, thế mà Đức Phật ở trên tỉnh giác mà đẩy lui bệnh, chứ Đức Phật đâu có dùng tứ thần tốt đâu. Các con thấy rõ phải không? Cái bài Niết Bàn, cái bài kinh Niết Bàn, Đức Phật có nói cái đoạn đó mà, chứ đâu phải không đâu. Đó, cho nên ở đây chúng ta tu để giải thoát thì chúng ta phải tu từng hành động, tu nhiệt tâm với hành động của chúng ta. Bước đi, đưa cánh tay ra, hít thở, mỗi hơi thở chúng ta là một hành động nhiệt tâm, chứ không phải thở lấy có. Còn mấy con thở lấy có ăn hơi nó khiếp luôn à. À, cũng thở ra thở vô hơi, không biết tôi thở mấy hơi thở rồi, đây quên hết mấy lúc rồi. Có phải không? Mấy con tu đó là tu chơi, tu lơ mơ, tu không nhiệt tâm. Mà Đức Phật thường trong kinh nhắc nhở tu phải nhiệt tâm. Nó trong kinh nào Đức Phật cũng nhắc mình phải nhiệt tâm. Đó, thì con về rồi, lần lượt rồi thầy sẽ hướng dẫn cho nó tập phải cẩn thận kỹ lưỡng, không tu thôi ngồi chơi, mà ngồi chơi với cái tư thế tỉnh giác, chứ không phải ngồi chơi với cái, để mà tâm mình sinh ra dục nghĩ tham cái này nhớ cái kia. À, bây giờ phải có ổ bánh mì về ăn cho ngon, thì cái điều đó là sinh dục chứ đâu mà. À, bữa nay không biết cô Út nấu cái mùi gì mà thơm đây, ngồi đây mà lắng nghe cái mùi ở nhà nào bếp rồi thì có còn cái thứ gì mà tu. À, thì các con thấy không, trong cái vấn đề chúng ta tu thật mà ngồi chơi chứ, chứ thật ra mỗi mỗi một cái gì mà xảy ra trên thân tâm của chúng ta đều là chúng ta đều biết, tức là nhiệt tâm trong cái ngồi chơi. Ngồi chơi mà quả nhiệt tâm, hú hồ là trong cái pháp thân hành niệm, đi đứng hoặc đưa tay hoặc hít thở đều là thân hành niệm của chúng ta. Thì mỗi lần mà chúng ta muốn nhiếp tâm trong hơi thở thì phải nhiệt tâm trong hơi thở, từng hơi thở một. Thì thầy tin rằng mấy con mà tu theo đúng như lời thầy nói thì sự chiến đạo mấy con không xa, không có xa. Bây giờ con thấy đánh con đập con thấy quậy quá rồi. Thật sự ra thì nó đánh con thì con phải quậy rồi, tức là thiếu nhiệt tâm, thiếu cái sự mà nghị lực của mình, là bị nó đánh riết là mấy con quải, mấy con thua trận rồi, coi như là một người lính thua trận rồi, người lính bại trận, cho nên nó mất hết ý chí của mấy con. Nó đánh mấy con chừng dài ba trận mà nó đánh hôn trầm mấy con, hoặc đánh mấy con chừng dài ba trận mà các cảm thọ thì dễ như là mấy con rút dù mà chạy đi bác sĩ rồi, chứ không còn dám ở đây mà nói dùng cánh tay mà đẩy bệnh được đâu, không dám. Thầy tin rằng mấy con chưa đủ cái gan dạ, mà chưa đủ mà cái sức mà bền chí gan dạ mà sừng sững mà đấu tranh với cảm thọ. Huống hồ là nó đã đánh mấy con gục vài ba lần thì con mấy con đấy thôi, chắc cái kiểu này tu chắc không nổi rồi, thôi chỉ còn lúc mà về đời sống dục lạc khỏe hơn. Thật sự ra thì phải cố gắng hơn con, khắc phục hơn, phải tu tập nhiệt tâm hơn, cố gắng hơn. Tu nó phải có cái khó của nó chứ, mình đi lại ngược dòng mà, ngược dòng đời mà, chứ đâu phải là còn dòng đời đâu. Ráng cố gắng, thầy về tâm là mục đích tất tấn mấy con đó, làm cho nó sống lại đó, làm cho nó quyết liệt lại, cho nó mạnh mẽ hơn, không?